chiến sự tối ngày 18 tháng 6, Ukraine giành thêm một làng, tuyên bố phá kho vũ khí Nga. Một quan chức do Nga bổ nhiệm thừa nhận Ukraine đã giành được một ngôi làng thuộc tỉnh Zaporizhia ở miền Nam, trong khi Kyiv tuyên bố phá hủy kho vũ khí của Moscow tại tỉnh Kherson. Ông Vladimir Rogo, quan chức do Nga bổ nhiệm, ngày 18 tháng 6 thừa nhận Ukraine đã giành lại làng Piatyka thuộc tỉnh Zaporizhia và đang trấn thủ tại đây, dưới hỏa lực của pháo binh Nga, theo Reuters, thông báo trên ứng dụng Telegram. Ông Rogo nói các cuộc tấn công của Ukraine như những đợt sóng đã đạt thành quả bất chấp tổn thất lớn, theo Reuters, ông Rogo cho hay chiến sự ác liệt đang tiếp tục diễn ra tại khu vực. Đây được cho là thắng lợi đầu tiên của Ukraine tại mặt trận này từ khi họ mở chiến dịch phản công, tờ The Guardian dẫn thông báo của blogger quân sự Nga Ugonjo nói, quân Nga đã rời bỏ làng Pitykhaki. Cây bút này gợi ý Ukraine đã tập trung lượng lớn quân dự bị tại khu vực, hầu hết là bộ binh nhưng cũng có thiết giáp hạng nặng. Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố của ông Rogo. Giới chức Nga trước đó tuyên bố đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine và khẳng định cuộc phản công không có cơ hội thành công. Tuần trước, Ukraine tuyên bố giành lại khoảng 100 km lãnh thổ trong một tuần, tái kiểm soát nhiều ngôi làng ở tỉnh Donetsk tại miền Đông. Cùng ngày 18 tháng 6, phát ngôn viên Sehi Brachuk của chính quyền quân sự tỉnh Odessa, Ukraine, thông báo lực lượng nước này đã phá hủy một kho vũ khí lớn của Nga gần thành phố cảng Henchitz thuộc tỉnh Kherson. Henchitz hiện do Nga kiểm soát, theo Reuters, truyền thông ukraine đã đăng tải các đoạn video cho thấy cột khói lớn bốc lên từ đường chân trời với nhiều tiếng nổ nga chưa bình luận gì về vụ việc này